lượng. Còn đây 25 mét này. Hết nó là hết quê hào này là trực tiếp là đến nó trực tiếp này à lịch chưa có ăn này mất tất cả đấy cái bao rồi đấy Mất tích rồi, mất tích rồi, mất tích rồi.
thắng trực tiếp là Duy nhá, là Duy và Lemon kìa nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.